Rồi Hiếu xin chào bà con nông dân. Thì hôm nay thì Hiếu lại giới thiệu cho bà con một loại thuốc. Và loại thuốc đó chính là thuốc trừ cỏ lông heo ha. Cỏ lông heo, cỏ chát lát. Đó, cỏ nước mặn. Đó. Đó là những cái nhóm cỏ mà rất là khó diệt ở trong ruộng lúa của chúng ta. Đó. Và chỗ Hiếu thì thông qua mấy cô chú rồi mấy anh mà làm ruộng đó thì người ta chia sẻ đó, người ta lại người ta mua thuốc gì đó rồi mình hỏi thì mấy anh mấy chú mới nói là mấy những cái loại thuốc nào hay hiệu quả đó thì nhờ đó thì Hiếu mới chia sẻ lại cho bà con biết đó, loại thuốc đó là thuốc gì thì xin mời mọi người theo dõi video đó. Nếu mọi người thấy video hay á, thì mọi người hãy ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về nông nghiệp nha mọi người. Rồi. Và cái loại thuốc mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đây nè mọi người. Đây là cái chai thuốc Basagan. Đó. Basagan của công ty Bas. Đó. Bây giờ trước khi mình giới thiệu cái loại thuốc này thì mình xin giới thiệu sơ về công ty. Thì cái công ty Bas này là một cái công ty của Cộng hòa Liên bang Đức. Nó là bây giờ là lên tập đoàn rồi mọi người. Thì nó là tập đoàn hóa chất mà hàng đầu thế giới đó. Thì nó rất là lớn, nhưng mà nó vô Việt Nam mình á thì nó vô sau những công ty kia, thành ra bà con chưa có biết nhiều về công ty Bas này. Mọi người xem thì ở những cái công ty mà nổi tiếng á thì công ty lớn á lúc nào thì ở trên cái chai á thì họ cũng có in nổi cái logo của công ty họ hết. Đây mọi người thấy không? Đây WeBas. Đó, và ở trên cái thân chai á, chỗ cái nắp đó thì cũng có in nè mọi người. Đó là dấu hiệu nhận biết những cái hàng mà của những công ty lớn nha mọi người. Đó, và ở đây là mặt trước của cái chai. Đó, đây cái tên nó là Basagan, là 480 SL, nó là thuốc trừ cỏ sức mạnh của xe tăng Đức. Và cái thành phần chính của cái chai thuốc này nè mọi người xem, đây là Bentazon 480g trên lít, và cái phụ gia và dung môi nó vừa đủ 1 lít đó. Ở đây thì công ty họ in là đó mọi người xem, nó là cỏ chát lát rồi cỏ nước mặn nữa ha. Đây cái công dụng nè mọi người, mình sẽ đọc cho mọi người nghe nha. Thì cái Basagan là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm thuộc thế hệ mới nhất. Nó có xuất xứ từ châu Âu và thuốc được hấp thu qua lá và rễ của cỏ. Có tác dụng cực kỳ hiệu quả đối với cỏ lá gọng trên ruộng lúa. Đặc biệt là sản phẩm Basagan 480 SL có thời gian áp dụng rộng và rất an toàn cho lúa. Đó, họ ghi rất là đơn giản thôi mọi người. Nhưng thực tế thì bà con nông dân á, chỗ của Hiếu á, thì dùng đất này á, thì phèn, mặn, rồi giữ nước không được á mọi người. Đó, giữ nước không được nên cỏ rất là khó trị. Nhưng cái Basagan này thì nó giải quyết được những cái cỏ mà khó trị đó. Ví dụ như là cỏ chát lát, cỏ lông heo và cỏ lá gọng, rất là hay. Đó, và cái cách dùng của cái chai thuốc này nè mọi người thì ở đây thì công ty họ ghi là 1,5 lít cho 10 công. Đó. 1,5 lít thuốc cho 10 công. Và cái chai này là 250ml, tức là một xị. Thì để dễ hiểu hơn thì bà con là nếu mà lúa từ 8 tới 15 ngày thì bà con sử dụng cái chai này cho 3 bình máy, bình 25 lít nha. Thì một bình gì là 80c. Còn nếu mà lúa của chúng ta mà trên 15 ngày á, từ 15 tới 30 ngày á, thì mình sử dụng cái chai này cho 2 bình thôi. Đó, 2 bình mà vào mình phun như vậy á, thì nó rất là hiệu quả. Thì bà con đã biết rồi, cỏ thì cái tính kháng nó rất là cao. Nếu chúng ta diệt lần đầu mà không chết
thì cỏ nó sẽ bị chai và lần sau là rất khó là diệt nó. Bởi vậy nếu mà nhóm cỏ chát lát, cỏ nước mặn đó, thì cỏ lông heo thì bà con chỉ cần phun cái chai này thôi là nó sẽ chết, khô cũng chết nha bà con. Rồi ở đây thì mọi người xem nè, đây là sản phẩm của công ty Bát của Cộng hòa Liên bang Đức nè. Ở đây thì sản xuất và phân phối bởi Bát nè, ở xuất xứ ở nước Đức nha đó, và đăng ký và phân phối bởi công ty Bát Việt Nam đó. Họ ghi rất là rõ ràng ở cái chai thuốc hàng hiệu đó mọi người. Rồi. Sẵn vậy mình xin giới thiệu thêm thì nếu mà trong ruộng của chúng ta nó có nhiều nhóm cỏ thì như thế nào đó. Nếu có nhiều nhóm cỏ thì mình có thể phối trộn cái basagan này với những cái thuốc trừ cỏ khác nha mọi người đó. Thì mình nói ví dụ trong ruộng mình thì có cỏ chắc lát, lông heo và có cỏ gạo, thì mình có thể mình phối cái basagan này với lại cái chai no mini lẻ. Đây mọi người xem, đây là chai thuốc cỏ no mini của công ty VFC đó. Và nếu mà cỏ lớn á, thì một chai no mini như vậy thì chúng ta phun khoảng 2 bình rưỡi tới 3 bình máy thôi nha mọi người đó. Nếu mà chúng ta phun nhiều bình á, thì cái lượng thuốc nó loãng thì cỏ gạo nó không chết đó. Cái cỏ gạo thì mọi người cứ xài no mini đó, nó là rất là hay. Còn cỏ đuôi phụng thì rất là dễ thôi mọi người. Nếu mà mọi người có diệt mầm thì cỏ đuôi phụng hầu như là nó chết hết, nó ít có lên lắm mọi người đó. Thì ngoài cái no mini này ra thì nó còn có rất là nhiều loại cỏ khác tùy theo ruộng lúa của chúng ta. Ví dụ như cái bê lê nè, bê lê cũng rất là nhiều người mà tin tưởng và sử dụng. Rồi tubo của Ba Gia đó. Rồi ngoài ra thì cái cỏ chỉ thì mọi người có thể cộng cái chai linh chơ cũng được đó. Rồi thì đó là những cái chia sẻ nhỏ của Hiếu về cái những cái chai thuốc xịt cỏ nha mọi người. Rồi đây là tổng quan cái khu bán hàng của mình đó. Rất là nhiều loại thuốc luôn đó, và mọi người xem ở cái khu đó, khu đó là khu của hàng của Syngenta đó. Và hiện tại thì mình bán đã lưng rất là nhiều rồi và chưa có chắc lên đó mọi người. Rồi.